Thưa quý vị, với nguồn lực kinh tế, hạ tầng giao thông và hệ thống tiện ích được đầu tư khá hiện đại, quận 2 đã sẵn sàng cho cuộc sống mới của thành phố phía Đông và chào đón cư dân về sinh sống. Đây chính là lý do mà quận 2 đang dần khẳng định vị thế dẫn đầu khi giá hàng loạt các loại hình bất động sản đều tăng lên đáng kể trong thời gian qua. Trước bối cảnh quỹ đất không còn nhiều và nguồn cung khan hiếm, bất động sản quận 2 nhiều năm liền luôn giữ thế thượng phong và thiết lập mặt bằng giá thuộc hàng top của thị trường. Tuy nhiên, để gia nhập vào cộng đồng dân cư quận 2 thì người mua bên cạnh nhanh tay tìm kiếm các dự án mới thì cần phải tỉnh táo để chọn đúng sản phẩm có giá trị thực, pháp lý minh bạch và được phát triển bởi đơn vị uy tín. Là một trong những dự án được chào sân trên quỹ đất hiếm hoi còn lại tại cửa ngõ đô thị Thủ Thiêm, khu căn hộ cao cấp Brescia do công ty bất động sản Rioland phát triển đang tạo nên cơn sốt tại thị trường nơi đây. Với nhiều giá trị nội tại đắt giá, được đầu tư tỉ mỉ trong từng đường nét thiết kế, mỗi căn hộ Brescia đều được bàn giao hoàn thiện với chất lượng cao cấp, mang đậm phong cách châu Âu tinh tế, sang trọng và phóng khoáng nên được khá nhiều khách hàng lựa chọn. Theo đại diện Rioland, khu căn hộ Brescia được kiến tạo để trở thành khu đô thị sáng tạo phía đông tương lai. Chính vì vậy, ngoài việc đưa ra mức giá hợp lý chỉ từ 49 triệu một mét vuông, Rioland còn mang đến các giải pháp tài chính và phương thức thanh toán tối ưu cho khách hàng. Trong đó, với chính sách thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà, người mua dễ dàng sở hữu ngay trong tầm tay căn hộ cao cấp Brescia mà không phải chịu áp lực chi trả quá lớn. Ngoài ra, Rioland còn áp dụng lịch thanh toán nhẹ nhàng chỉ 10% mỗi 3 tháng, kết hợp cùng sự hỗ trợ tài chính từ ngân hàng cho vay với lãi suất 0%, càng gia tăng thêm cơ hội mua nhà cho người dân an cư và đầu tư. Sự đón nhận của khách hàng dành cho Brescia được xem như là một tín hiệu vui cho thị trường bất động sản hiện nay, qua đó thúc đẩy các chủ đầu tư khác tiếp tục cho ra đời nhiều dự án mới, kích thích sự phát triển bất động sản trong thời gian tới.